Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng trở lại với bài tập sau đây. Cho xy là các số dương thỏa mãn điều kiện và yêu cầu là tính giá trị của biểu thức A. Bây giờ em nhận thấy rằng ở cái giả thiết này thì cái chỗ này có 1 cộng x bình phương. Chỗ này có 1 cộng y bình phương. Và ở bên cạnh của nó đây, nó có x nhân y đứng riêng ra. Còn cái biểu thức mà chúng ta cần tính giá trị thì em thấy là 1 cộng y bình phương được gắn với x, còn 1 cộng x bình phương gắn với y. Vậy thì căn cứ vào cái hình thức này thì em thấy là từ cái giả thiết này mà muốn biến đổi được, đưa về cái dữ kiện để chúng ta có biểu thức A, thì chắc chắn một điều là chúng ta phải đi bình phương hai vế của cái giả thiết này ra. Rồi như vậy xuất phát điểm chúng ta sẽ đi thực hiện bình phương hai vế từ cái giả thiết đấy. Em sẽ ghi lại cái giả thiết đề bài cho xuống đây. Bây giờ chúng ta bình phương hai vế lên thì bên vế trái là bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình phương thì bằng A bình cộng B bình, tức là X bình, Y bình này. Cộng với B là cái căn kia thì mất đi dấu căn, còn là 1 cộng X bình nhân với 1 cộng Y bình. Và cộng với 2AB tức là 2XY nhân với cả cái căn đấy, căn bằng 2 cộng 1 cộng X bình. 1 cộng y bình. Bên vế phải mất dấu căn còn 2023. Đây rõ ràng em thấy là khi bình phương lên chúng ta thấy là x đây và y đây nó nhân với nhau và nó nhân với cái căn này 1 cộng x bình, 1 cộng y bình. Nó gần giống như cái biểu thức A này. Bây giờ ở đây thì chúng ta phá cái dấu ngoặc này ra. Em nhân dấu ngoặc chúng ta có 1 cộng với y bình cộng x bình phương cộng x bình y bình. Rồi, còn cái đoạn sau ta chép lại. Sau khi mà phá dấu ngoặc ra thì em nhận thấy là chúng ta biến đổi làm sao để nó xuất hiện 1 cộng y bình và 1 cộng x bình. Thì ở đây em thấy là chúng ta có 1 cộng y bình. Thì chỗ này có x bình, nó thiếu cái số 1. Như vậy điều đó chứng tỏ là chúng ta không thể ghép cặp kiểu này được. Ghép cặp này nó bị lệch, bị thiếu. Rồi điều đó là chúng ta sẽ đi suy nghĩ như sau. Chúng ta ghép cặp như sau. Hai cái thằng này đi với nhau. Nhóm nhân tử chung là x bình phương ra. Thì giờ bên ngoặc còn là y bình cộng 1. Rồi hai cái thằng này. Nhóm nhân tử chung là y bình phương ra. Bên trong còn 1 cộng x bình phương. Cái số 1 này ta chuyển vế sang bên vế phải. Còn cái biểu thức này ta chép xuống. Chuyển số 1 sang bên phải thì 2023 trừ đi 1 bằng 2022. Đến đây thì em để ý cái biểu thức đầu tiên này. Cái x bình phương nhân với đóng vào ngoặc y bình cộng 1 thì thầy có thể viết như thế này. X nhân với căn bậc 2 của y bình cộng 1 đóng vào ngoặc vào chỗ này tất cả bình phương. Tương tự như vậy, biểu thức sau sẽ là y nhân với căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương. Rồi cái đoạn sau chúng ta chép lại.
Đến đây thì em đã nhận được ra vế bên trái này. Nó chính là hàng đẳng thức bình phương một tổng A cộng B tất cả bình phương. Trong đó A là x nhân với căn bậc 2 của y bình cộng 1. Còn B chính là y nhân với căn bậc 2 của x bình cộng 1. Bằng 2022. Đây, và em nhận thấy cái dấu ngoặc này nó chính là biểu thức A, đúng chưa? Rồi, như vậy đến đây chúng ta có A bình phương bằng 2022. Và chúng ta có A bằng căn bậc 2 của 2022. Đáng lẽ là A bình phương bằng 2022 thì có hai giá trị, đó là cộng trừ căn bậc 2 của 2022. Nhưng mà bởi vì lý do là A lớn 0. Đây, A người ta cho thế này thì x, y là số thực dương, cho nên A chắc chắn lớn 0, nên ta không lấy số âm. Rồi, như vậy đây chúng ta kết luận, vậy giá trị của A bằng căn bậc 2 của 2022. Rồi, và chúng ta kết thúc bài tập này tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.